chào tất cả các ông. Chào các ông đã trở lại với bản tin chôn ngày 24 tháng 4 năm 2020. Nhân những ngày nghỉ dịch này thì huyền thoại của Barcelona là Xavi đi cà khịa đại kình địch một thời là Real Madrid cho vui. Cựu danh thủ này cho rằng những lần vô địch Champions League của Real Madrid hầu hết đều là may mắn. Ngay sau đó thì cựu sao Real Abeloa cũng đáp trả một cách kịch liệt rằng: "Ôi ông bạn ơi, ông nói thế vì ông méo giải thích được vì sao Real lại có 4 lần vô địch C1 trong 5 năm liên tiếp. Còn trận thắng tại Stamford Bridge năm 2009 của các ông mới là do may mắn đấy các ông ạ." Một cú vả cực gắt đến từ vị trí của Abeloa. Chào Xavi, anh còn thích cà khịa nữa không nhỉ? Mà nhắc đến trận đấu giữa Chelsea và Barca năm 2009, chắc hẳn nhiều anh chè xanh vẫn còn cay mũi lắm. Đến nay thì đây vẫn là một trong những trận cầu để lại nhiều tranh cãi bậc nhất lịch sử UEFA Champions League. Chắc công cũng chả lạ gì biệt danh UEFA Lona rồi chứ nhỉ? Chắc công còn nhớ, cách đây chưa đầy 2 tuần, mẹ của tiền đạo Neymar, bà Nadine Goncalves đã công khai mối quan hệ yêu đương với anh chàng đẹp trai khoai to Thiago Ramos. Tình trẻ của mẹ Neymar kém bà tới 30 tuổi và kém Neymar tới 6 tuổi. Mối quan hệ kiểu fan cặp kè với mẹ ruột thần tượng khiến báo chí hao tốn rất nhiều giấy mực. Do đó, đời tư của người cũ mẹ Neymar cũng nhanh chóng bị phanh phui. Theo nguồn tin tiết lộ, trước khi lừa tình bà Nadine, Thiago Ramos từng có những quan hệ phức tạp trong quá khứ. Cụ thể thì khẩu vị của anh chàng này cũng khá là mặn mòi, khi nam nữ gì anh này cũng chơi được hết. Theo tờ Odia, Thiago Ramos từng có quan hệ tình cảm với 3 người đàn ông. Cụ thể, người đầu tiên là đầu bếp của Neymar trong thời gian thi đấu tại Paris Saint-Germain, tên là Mauro. Người thứ hai thì làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, tên là Erinando Oliver. Mới đây nhất thì là diễn viên hài nổi tiếng người Brazil, Carlinhos Maia. Neymar đã từng ủng hộ mối quan hệ của mẹ và Thiago. Tuy nhiên, bà Nadine không chịu được áp lực dư luận. Vì vậy, chỉ sau 10 ngày công khai mối quan hệ, bà đã quyết định đá đít chàng phi công trẻ. Hiện tại thì Thiago đã trở lại với gia đình ở Brazil. Trong một cuộc trò chuyện trực tiếp trên Sky Sports, Jamie Redknapp cho rằng nếu được thi đấu bên cạnh những Xavi hay Iniesta thì De Bruyne sẽ càng lợi hại hơn nữa. Thế nhưng theo tiền vệ này chia sẻ thì lại thích chơi cùng với các tiền đạo hơn. De Bruyne nói: "Bạn có thể thi đấu cùng các tiền vệ xuất sắc, nhưng tôi là mẫu cầu thủ kiến tạo cơ, nên việc chơi với các tiền đạo giỏi lại là quan trọng hơn. Vì vậy Thierry Henry hay Cristiano Ronaldo là những cầu thủ mà tôi muốn chơi cùng." Mẫu tiền đạo như Ronaldo rất thú vị. Anh ấy là cầu thủ rất nhạy cảm trong việc đánh hơi bàn thắng. Ngay cả khi những đường truyền của tôi cao tận 3m thì Ronaldo vẫn có thể khống chế được nó và ghi bàn. Khôn như ông thì nhiều đội phải khóc lắm ông ơi, thôi ông đi về đi. Kevin De Bruyne hiện đang là nhạc trưởng trong lối chơi của Pep Guardiola đang xây dựng tại Man City. Những đường truyền của anh luôn mang đến tính đột biến rất cao. Các cầu thủ trên hàng công như là Aguero hay Sterling luôn được De Bruyne đặt vào vị trí rất thuận lợi để ghi bàn. Ở trong mùa giải năm nay thì tiền vệ người Bỉ đã có 17 kiến tạo chỉ sau 29 trận tại giải ngoại hạng Anh. Tính rộng ra trên mọi đấu trường, anh đã có tới 20 lần dọn cỗ cho các đồng đội chỉ sau 35 trận. Mới đây thì Greenwood khiến cho người hâm mộ anh ngỡ ngàng trước thông tin anh đã chia tay với cô bạn gái xinh đẹp. Được biết, Harriet Robson cũng đã xóa toàn bộ ảnh có liên quan đến chân sút 19 tuổi này. Theo một người bạn của Harriet Robson, cặp đôi này đã có nhiều vấn đề khúc mắc trong chuyện tình cảm. Họ cảm thấy bây giờ chia tay là điều thích hợp nhất để có cuộc sống thoải mái hơn. Chia tay sớm thì bớt đau khổ. Đây thật sự là một thông tin bất ngờ, vì trước đó trong thời gian thực hiện lời kêu gọi của chính phủ Anh về cách ly tại nhà, cả hai đã ở bên nhau suốt và đăng rất nhiều tấm ảnh tình cảm. Đầu dịch thì vẫn còn nồng nàn, nhưng giữa mùa dịch thì đã chia tay. Chắc nhìn mặt nhau nhiều quá nên cũng chán đấy mà. Chuyện tình này được Greenwood chính thức công khai trên mạng xã hội vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, trước đó thì cả hai đã có 2 năm bên nhau rồi. Thời điểm đó, trang cá nhân Instagram của Harriet Robson nhận được một lượng lớn sự quan tâm theo dõi. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA bảo lưu quan điểm cho đội dự hai cúp châu Âu dựa trên thành tích mùa 2019-2020. Cách chọn đội dự cúp châu Âu luôn dựa trên thành tích giải vô địch quốc gia. Trong kịch bản lý tưởng, nếu như tình hình cho phép, các giải vô địch quốc gia đang bị hoãn nên hoàn thành để các câu lạc bộ giành vé dự cúp châu Âu mùa sau bằng thành tích, UEFA thông báo sau cuộc họp ủy ban điều hành hôm 23 tháng 4. Do đại dịch diễn biến phức tạp thì việc di chuyển, tập luyện và thi đấu của các đội bóng châu Âu còn nhiều khó khăn. Điều đó khiến các giải vô địch quốc gia khó hoàn thành theo lịch cũ, trung bình 1 tuần 1 vòng. Nhiều giải thì đã tính đến việc thi đấu tập trung hoặc chuyển sang mật độ 3 ngày 1 vòng. Về vấn đề này, UEFA đã bật đèn xanh. Nếu như kịch bản lý tưởng không khả thi, đặc biệt do vấn đề lịch thi đấu, các giải bị hoãn nên thi đấu lại theo một định dạng khác mà vẫn đảm bảo các câu lạc bộ giành vé dự cúp châu Âu mùa sau dựa trên thành tích.
Trong bối cảnh dịch bệnh làm đóng băng hoạt động xã hội, Bỉ đã vượt rào, kết thúc sớm giải vô địch quốc gia. Giải vô địch Hà Lan cũng chuẩn bị làm theo sau khi Thủ tướng Mark Rutte tuyên bố hoãn bóng đá và các sự kiện đại chúng ít nhất đến ngày 1 tháng 9. Với những trường hợp như vậy thì UEFA hướng dẫn như sau. Nếu giải vô địch quốc gia phải kết thúc sớm, UEFA yêu cầu Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan chọn câu lạc bộ dự cúp châu Âu dựa trên thành tích của mùa 2019-2020. Việc lựa chọn thì nên dựa trên các nguyên tắc là khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử. UEFA cũng cảnh báo sẽ loại các câu lạc bộ do liên đoàn nào đưa lên nếu cảm thấy việc lựa chọn không công bằng. Về việc hoàn thành Champions League và Europa League mùa giải năm nay, UEFA vẫn phải bàn thêm. Họ đang cân nhắc giữa hai giải pháp thi đấu cùng các giải vô địch quốc gia hoặc đợi các giải vô địch quốc gia kết thúc rồi thi đấu vào tháng 8. Chuyển sang một thông tin khác, mới đây, thánh tóc ngành Loris Karius đã có động thái để chấm dứt hợp đồng cho mượn với Besiktas và trở về Liverpool. Cụ thể thì Karius đã liên hệ và nhờ FIFA can thiệp. Theo tờ AS, thủ môn người Đức không hài lòng vì bị Besiktas thiếu lương, trong khi câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng anh không xứng đáng được trả tiền vì không thi đấu trong thời gian mùa giải tạm hoãn vì Covid-19. Besiktas xác nhận điều này qua chia sẻ của thành viên ban lãnh đạo Edan Torunoğulları trên Instagram. Karius đã gửi đơn đến FIFA để phàn nàn về việc không được trả lương và yêu cầu được chấm dứt hợp đồng. Cậu ta muốn chúng tôi trả tiền cho thời gian mà cậu ta không ra sân thi đấu, Edan cho biết. Karius đang khoác áo Besiktas dưới dạng cho mượn từ Liverpool. Trước đó thì anh đã khai sinh ra kiểu tóc ngành và bị các tổ ngành quật không trượt phát nào. Hậu quả là sau hai sai lầm nghiêm trọng ở trận chung kết Champions League 2017-2018, anh bị Liverpool cho ngồi dự bị Mondit. Liverpool đã chi ra tới 88 triệu đô để mua Alisson Becker và tống Karius sang Besiktas. Thủ thành người Đức ra sân 55 lần trong hai mùa giải tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Super League và thêm 10 trận tại Europa League, nơi Besiktas bị loại ở vòng bảng giải đấu này hai mùa liên tiếp rồi. Tương lai của Karius thì đang bấp bênh, nếu như được trả với Liverpool thì kiểu gì anh cũng sẽ bị tống đi vì Klopp đã có Alisson và Adrian, thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ. Trước sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch Covid-19 đối với thế giới, thời gian qua thì đã có rất nhiều ngôi sao bóng đá đứng ra chung tay ủng hộ công sức hoặc tiền bạc nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Ở châu Phi, cựu tiền đạo Barca là Samuel Eto'o đã đóng góp một gói cứu trợ để giúp Cameroon chống dịch. Hay cựu tiền đạo Chelsea là Didier Drogba đã hiến bệnh viện Laurent Poku do quỹ từ thiện của anh xây để hỗ trợ chính phủ bờ biển Nga. Chính những nghĩa cử ấy đã khiến người dân Togo thầm ao ước rằng ngôi sao bóng đá lớn nhất của quốc gia mình là Adebayor sẽ làm những việc thiện nguyện tương tự. Tuy nhiên, tiền đạo này lại tuyên bố sẽ không chi tiền chỉ bởi người khác mong muốn anh làm như vậy. Tôi luôn làm mọi thứ xuất phát từ trái tim mình chứ không phải là nghe theo những chỉ thị của người khác. Xin lỗi chứ mấy người cứ so sánh tôi với Samuel Eto'o và Didier Drogba, hỏi sao tôi không có quỹ từ thiện hay quyên góp gì cả. Sao tôi phải đóng góp nào? Tôi có phải người mang virus corona về Togo đâu. Tôi không phải người này hay là người nọ, tôi là Emmanuel Adebayor. Một lời dành cho những người đòi hỏi tôi phải đóng góp là tôi sẽ không làm thế đâu nhá. Đơn giản thế thôi, cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. Theo tôi thì chỉ trích người ta quá cũng kỳ, bởi người ta từ thiện là từ thiện từ cái tâm, chứ không phải là vì miệng thiên hạ đâu. Đó không phải là nghĩa vụ, nói thế cho nó vuông. Khi có lòng thì tự khắc người ta sẽ làm thôi. Adebayor năm nay 36 tuổi, anh từng có quãng thời gian khoác áo các câu lạc bộ nổi tiếng như Arsenal, Man City, Real Madrid và cả Tottenham Hotspur. Tháng 2 vừa qua, anh chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Olympia hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Paraguay trước khi các giải bóng đá trên thế giới bị hoãn do đại dịch Covid-19. Như thông tin đã đưa trước đó, ban lãnh đạo Barca mới đây đã bất ngờ tuyên bố sẽ bán tên sân Camp Nou trong một mùa giải và chi số tiền này để quyên góp chống Covid-19. Số tiền đó là ít hay nhiều thì tùy thuộc vào việc nhà tài trợ trả cho quyền đặt tên sân Camp Nou. Hiện tại, sân Camp Nou là sân bóng lớn nhất châu Âu với sức chứa gần 10 vạn người, dù xây dựng từ năm 1957. Phát ngôn viên Josep Vives từng tuyên bố bất kỳ ai cũng có thể mua tên sân vận động, cho dù đó là chủ tịch Florentino Perez của đội bóng đại kình địch Real Madrid. Phó chủ tịch của Barca là Jordi Cardona cho biết đây là lần đầu tiên ai đó sẽ có cơ hội ghi tên mình lên sân Camp Nou. Doanh thu từ việc bán bản quyền tên này sẽ được chuyển tới người dân trên toàn thế giới. Nếu thương thảo kinh tế diễn ra thuận lợi, việc đổi tên sân Barca sẽ diễn ra vào tháng 10 này. Với việc Barca tuyên bố bán quyền đặt tên sân Camp Nou trong một năm, có khả năng xuất hiện CR7 Arena hay là Figo Stadium cũng nên nhỉ? Hay là anh em Cholo chúng ta chơi lớn góp tiền để mua sân? Một quan chức chính phủ Nigeria đã bất ngờ gây bão dư luận khi mà đề phòng Ronaldo mua quyền đặt tên sân Camp Nou của Barcelona. Đó là Bashir Ahmad, trợ lý tổng thống Nigeria. Ông chia sẻ trên mạng xã hội, Ronaldo thân mến, hãy mua nó và đổi tên thành CR7.
Vâng, đúng là một ý tưởng rất giàu tính cà khịa.